นะตัวเริ่มเป็นแล้วเนี่ยแหละแค่ไหนคะแค่ไหนก่อนของวัวแค่ไหนรออันนี้ตัวนั้นเก็บเสร็จตัวก่อนเลยอันนั้นแค่ไหนวัวมันสูงยังแค่ไหน
đây là tô bún bò, rồi mẹ nấu đó. Trong thời gian chờ đợi để nhập tiệc rồi ăn đi luôn. Nhấn thịt. Ừ. Đây nè, góc đứng nè. Hai tiệc ngày lễ tân gia. À, đã quá. Mới ngủ dậy để lấy sức phải không, chiến đấu chứ không thôi là dễ bị coi như là mất mặt dân Cali lắm. Ủa mà anh hai có dễ bị mất mặt không hả? Đâu dễ mất lắm, đưa cái mặt nạ đó người ta chụp lên thì sao mà mất. À là cứ lấy mặt nạ đeo vô là ok. Mất là ok, đâu còn mất mặt đâu, mặt mất sẵn rồi. Hôm nay bầu giờ làm đầu bếp. Mình lúc nào cũng chịu trách nhiệm này. Đây là sườn bò đại hàng. Nướng thì còn phải đặt biểu diễn nữa, ngồi khét hết giờ. Tôi nghĩ mày gấp từng cái ổn quá đổ rồi. Cái đó lẹ. Ốp xuống luôn cho lẹ phải không? Không, để bên mực bên kia thịt. Đó, để một rau thịt kia đi rồi thấy mực. Bây giờ nó hôi quá. Đó, nó gần gần quá. Quá đã rồi. Trời ơi, không biết quý vị các bạn có nghe mùi thơm hay không? Chứ đây là mình nghe cái mùi là chịu không nổi rồi đó. Nên nếm mặn gì mới cơm. Cái gia vị của Hàn Quốc á. Ướp theo kiểu Korea, Hàn Quốc. Tiếc là tự nhiên nó cắt nhỏ làm chi. Để chín rồi á, mình mới cắt. Nhỏ mà mình nướng nó cực lắm. Để mình lật qua lật lại thường xuyên. Ngón tay cũng cầm. Cái gì nướng ngón tay là luôn. Cái này nó mau chín rồi. Nó mau chín thôi. Mực mình nướng sao? Nướng hàng rau này chứ đây là nướng mực. Đây là mực. Mực một nắng. Sau 2 phút. Đây mình cái đó giữ nó như tanh. Cái cũng là thế. À. Cái này là em ướp đó nha. Cái bò này là gia vị nó có sẵn. Còn cái này là chính tay em ướp luôn, coi như là pha chế. Ghê không? Ăn được không biết. Hên xui.
Dạ. Ờ, không ăn nha. Sao hả? Để cái dĩa. Rồi xong rồi cái kế tiếp nữa là đừng múc nữa mà ai mạnh nó bưng đổ qua. Ờ vậy đó hả? Dạ. À, tại vì hôm nay trời nóng nè. Một cái thọ ngoài nè, cô cứ thọ từng giá rồi. Cô có cái tô bự lên đó hả? Bữa nấu một cái nồi bún xuống cái này. Giang chiếc bên Việt Nam á Lan. Sao để gỗ nhiều quá nó đổ rồi sao? Ta gấp nó đổ không? Đó tôi cũng thấy hơi nhiều đúng không? Ừ, bớt ra bớt đi, ta gấp nó đổ tài la xuống dưới. Này cậu chia ra 3 hộp, hiểu không? Này nữa, bớt gần nữa chút, này chút là thành 3 hộp. Rỗi hơi nhiều quá không? Ừ, rỗi nhiều quá rồi ta gấp cái nó đổ mấy cái này xuống dưới. Chia làm 3. Đây vô đây. Đó, vô giữa đi. Tiếc nhà ví dụ mà giờ có chiến tranh nữa cũng khỏi sợ lạc luôn. Giống nhau chưa hả? Như nhìn là hơi khỏi sự giới thiệu. Khỏi giới thiệu. Đúng rồi. Ông free này nọ hả? Dạ. Còn ở LA thì trời bữa mà bạn nó đi bán nhà ở đây ba mới lúc kinh quyết nữa 80 mấy độ 30 mấy độ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây nữ nữ Di Hồng tới rồi. Rồi rồi. Lâu chị khỏe không? Mấy năm rồi mới gặp. Dạ. Đây nè. Cái bàn nhậu này mình khoái nè, đó. Dân giả miền Tây luôn, đó. Rất là Việt Nam luôn, đó. Khoái chỗ này nè. Nè để bàn cầu tướng cũng được nữa. Biết lựa chỗ, biết lựa chỗ ra ha. Anh Long sợ sợ mất mặt lắm. Anh lấy cho em lâu đi, Long lấy ở dưới cho lạnh đi. Cha nẻ muốn ngựa. À đó được á, được á. Uber là ok. Uber ok. Uber ok. Uống đi em, say anh đưa về. Nhà nó đây rồi đưa về. Đưa lên lên phòng thì có, ngủ thì có. Uống đi tiếp, không say không về. Đừng có về nhà ở đây mà. Quá ông nội Long này ổng không chịu ăn các bạn ơi. Giờ tôi phải tôi gấp mồi cho ổng ăn nè, chả nè. Nè. Ba gấp hoài. Thì gấp cho anh đó, anh chịu ăn rồi em gấp cho anh. Chả lụa này để ăn với là bánh ướt. Đó, cho nên mình sẽ làm một chén bánh ướt để mình ăn thử coi sao nha. Thấy nó hấp dẫn quá đi. Cho nên là cứ nhậu mình cứ khách sáo hoài, khách sáo là húp cháo nha. Đó, cho nên mình không có khách sáo nữa, thoải mái luôn. Trả đi. Đó. Vô, trả vô, giá vô. Dưa leo vô. Đó. Cho miếng chả trắng trắng đi, chả lụa đi. Đó, rồi. Còn đây chan nước mắm vô. Này mắm gì ta? Ủa nước mắm. Hửi muốn sặc hả trời? Bây giờ nước mắm nào?
thử cái muốn sạch luôn. Sao thôi đi, bây giờ nước mắm nào mà để mình ăn cái đó ta. Chắc này quá. Thử cái nữa. Giống nhau nhưng mà nó có ớt. Rồi chắc nó đó. Anh không ăn, anh đói bụng gán chịu nha. Cái này là nó nói rồi. Khách sáu á là hút cháo. Vậy thôi. Sao em? Mà khách sạn này. Ta đang đi du lịch rồi, chúng ta đi làm. Rồi chỉ mà hiệp mới đi. Thôi mày uống lại nha. Có chén chưa? Uống này đã dở nó không phê. Đây là mùa đông của anh luôn hả? Mùa đông của tao luôn. Chai còn đông lưu hết rồi, giờ chuyển qua chai này gì đây? Rồi còn đông lưu hết thì chắc chai này là còn đông lơ quá. Canada, chai này của Canada. Rồi vô rồi, coi coi đi, coi đi, coi đi. Coi coi coi. Cái này coi vô, đây coi vô. Bữa nay theo anh đó là bữa tất niên bữa nay ra sao? Rất là vui vẻ. Vui vẻ mà.
là gái đẹp hơn trai. Má xịn xịn nhục xịn nhục. Cho nên là anh hơi bị chóng mặt chứ. Hơi bị chóng mặt thôi, hơi bị sao? Anh hơi bị chóng mặt tại vì nữ đây nó đẹp quá. Ờ đó, chứ sao, Mỹ mà. Nhưng mà anh thấy vui đúng không? Bữa nay bữa này lộn sinh nhật. À lộn. Tân gia. Đúng lộn luôn. Tân gia bà. Đó rất là vui đúng không? Đó. Thì bữa nay chơi cho vui vẻ đi rồi quay clip cho mọi người coi là tân gia bên Mỹ như thế nào. Đó. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.